định ấy của mọi người, thì các thầy giáo, cô giáo trong các trường học phải không ngừng học hỏi để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, đưa môi trường của mình trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục toàn quốc. Điển hình trong những trường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mức độ 1 với 5 tiêu chuẩn đánh giá cao, đó chính là trường tiểu học Thủ Lệ thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trường được thành lập từ năm 1973, tính đến nay đã được 40 năm. Từ những ngày đầu non trẻ thường gặp không ít những khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng với sự tâm huyết nhiệt tình, tất cả vì trẻ thơ, cho trẻ thơ, tập thể cán bộ công nhân viên nhà trường đã ngày đêm thầm lặng phấn đấu không mệt mỏi bằng sự sáng tạo cùng sự đoàn kết quyết tâm xây dựng. Thì trường bây giờ là chỉ có là trong lớp đất hai dãy nhà lá lụp sụp với 8 phòng học, với một dãy nội bộ thì chỉ có là 3 phòng cho cán bộ quản lý làm việc. Như vậy là đến nay như vậy là 40 năm rồi, thì là nhìn cái cơ đây là thì cô thấy mừng lắm, rất mừng vì trường càng ngày càng đẹp. Khi mà cô về hưu năm 97 thì trường đã là xây 2 tầng rồi, cũng đẹp rồi, cũng sạch rồi, và trường cũng đã từng được đón tất cả các đoàn khách của giáo dục 16 quận huyện, lúc bây giờ là về đây dự hội nghị này. Đây là một cái điểm đẹp, nó như công viên. Thế nhưng mà đến bây giờ thì lại càng đẹp hơn, cho nên là cô nhìn thì cô rất mừng, và nhìn thấy các em thế hệ sau đã nối tiếp được cái sự điểm đó và đã làm được cho trường ngày càng khang trang sạch đẹp. Cho nên hàng năm cái ngày hội về trường là cô rất vui và rất phấn khởi. Nhà trường đã định rõ hướng đi thực hiện có hiệu quả về mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhiều năm qua, trường đã phấn đấu không ngừng, liên tục đạt các danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc cấp quận và cấp thành phố. Năm 2004, trường đã được Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và thành phố quyết định đầu tư xây dựng diện tích 2.525 m², khuôn viên và quy mô trường được đầu tư mở rộng và nâng cấp gồm 18 phòng học, 1 phòng đa năng. Môi trường mới, đẹp, khang trang với đầy đủ phòng học nhưng vẫn thiếu phòng chức năng và thiết bị dạy học. Một lần nữa, trường lại được Phòng Giáo dục và Ủy ban Nhân dân quận đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015. Đến tháng 5 năm 2012, trường được xây dựng thêm 6 phòng chức năng và sửa chữa một số danh mục đã xuống cấp. Và đến tháng 10 năm 2012 đã cơ bản hoàn thành. Chỉ trong tầm mắt mà đã nằm trong tầm tay của đội ngũ nhà giáo đầy tài năng và tâm huyết. Bắt đầu đi lên từ đâu? Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả sự đầu tư của nhà nước, của nhân dân cho trường? Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu nỗi băn khoăn, trăn trở được đặt ra cho người hiệu trưởng, cho chi bộ, cho các tổ chức đoàn thể và từng giáo viên, nhân viên nhà trường. Vì thế, nhà trường đã xây dựng được một số chiến lược phát triển đúng đắn, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin với đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn, năng lực chuyên môn vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với công việc. Ngay khi có phòng thư viện được sự tham gia đông đảo giáo viên và các con em học sinh, học sinh đến đây không chỉ được giải trí sau những giờ học căng thẳng mà còn được trao đổi và bình luận những bài toán khó hay một cuốn sách hay để từ đó nâng cao kiến thức của mình. Với diện tích 68 m², thư viện có đầy đủ sách báo, truyện được chia làm các khu khác nhau như khu sách khám phá khoa học, khu sách tham khảo. Truyện cũng được phân ra các khu như truyện cổ tích, truyện dân gian, truyện truyền thuyết. Thư viện được trang trí nhiều hình ảnh sinh động, phù hợp với tâm lý của học sinh tiểu học. Thư viện không chỉ phục vụ cho các con học sinh mà nó còn mang lại một phần thành công trong công việc giảng dạy của giáo viên. Hiện nay, nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thư viện. Phòng tin học được trang bị 40 máy tính mới, hiện đại, giúp cho việc học tập tin học ở trường được phát huy hết ý nghĩa và công dụng của máy tính. Mỗi giờ học tin học thực sự trở thành niềm hứng thú đối với tất cả các em. Đặc biệt vừa qua, trường đã tổ chức thi tiếng Anh qua mạng với 43 học sinh tham gia từ khối lớp 3 đến lớp 5 đạt hiệu quả cao.
để học sinh được phát triển một cách toàn diện. Bên cạnh việc học tiếng Việt, nhà trường cũng chú trọng đến việc học tiếng nước ngoài. Năm học 2012-2013, nhà trường đã được đầu tư một phòng học tiếng Anh với diện tích 48m². Đây là một phòng học hiện đại nhất tại Hà Nội, có quy mô giống như trường học trên thế giới. Với các thiết bị như một máy tính dành cho giáo viên, hệ thống máy chiếu và được trang bị 40 máy tính có mạng Internet kết nối và được học với phần mềm Cheru. Giáo viên vừa có thể vừa dạy, vừa kiểm tra trực tiếp từng phần nghe, nói của học sinh. Phòng truyền thống cũng được xây dựng với diện tích 48m², đã thể hiện các hoạt động của nhà trường qua các thời kỳ và ghi lại các thành tích phấn đấu của thầy và trò nhà trường qua các năm học. Từ đó, giáo dục truyền thống của nhà trường cho các em. Qua đó, các em biết giữ gìn và bảo vệ của công nhà trường và có quyết tâm phấn đấu đem lại thành tích cho nhà trường. Phòng nghệ thuật với diện tích 48m² được chia làm hai khu. Khu âm nhạc được trang trí bàn ghế, 20 đàn organ, đàn phục vụ cho bộ môn âm nhạc. Học sinh đến đây không chỉ thưởng thức các bản nhạc với những giai điệu tuyệt vời mà còn có thể tự mình thể hiện những bản nhạc yêu thích trên những phím đàn. Khu mỹ thuật với 41 giá vẽ được trang trí nhiều tranh ảnh của những họa sĩ nổi tiếng, tranh của học sinh và các mẫu trang trí phục vụ cho bộ môn mỹ thuật. Để tạo điều kiện cho học sinh nhà trường phát triển toàn diện nhằm phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, thì nhà trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động tăng cường, tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện, gắn với các hoạt động giáo dục của trường với xã hội, phối hợp với cha mẹ học sinh các tổ chức đoàn thể, thực hiện xã hội hóa giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên mọi lĩnh vực. Về chuyên môn đã có bề dày thành tích trong giảng dạy, nhiều cô giáo được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp quận và thành phố, và cao hơn nữa là sự tận tụy của đội ngũ giáo viên với học sinh nên trường đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ. Học sinh tới trường được học tập sinh hoạt có nề nếp dưới sự dìu dắt dạy dỗ của đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn tốt, chăm sóc dạy dỗ học sinh chu đáo tận tình. Ngoài học văn hóa, các em tới trường còn được học các môn năng khiếu như nhạc họa, thể dục, được tham gia sinh hoạt các lớp cờ vua, võ thuật, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao. Trong hội khỏe phù đồng, hội thi các môn thể dục thể thao các em tham gia sôi nổi và nhiệt tình, đạt nhiều huy chương vàng cấp quận, thành phố và giúp các em phát triển tốt cả về trí dục, đức dục và thể lực. Trường có một đội ngũ giáo viên đạt 100% trên chuẩn và với những cô giáo rất tâm huyết, rất nhiệt tình và có năng lực về chuyên môn, và đội ngũ những đoàn viên trẻ rất giỏi về công nghệ thông tin, và các thành tích của nhà trường càng ngày trường càng gặt hái được nhiều thành tích trong dạy học cũng như trong học tập. Các con học sinh đều đạt những thứ giải cao trong các kỳ thi, kể cả cấp quốc gia, cấp thành phố và cấp quận, với sự đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất mà Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã dành cho nhà trường, với đội ngũ giáo viên có trình độ và năng lực về chuyên môn rất giàu tâm huyết, yêu nghề mến trẻ, được sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, của nhân dân địa phương, chúng tôi mong muốn Phủ Lệ ngày càng phát triển. Để trường tiểu học Thủ Lệ được như hiện nay, trường đã có một đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Với sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ thầy và trò, nhà trường đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như 17 năm trường được nhận danh hiệu trường tiên tiến, 13 năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, 20 năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao. Trường đã vinh dự đón nhận lá cờ đầu bậc tiểu học cấp thành phố và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Hội đồng Bộ trưởng. Trong đó, năm học 1989-1990, trường đón nhận cờ thi đua luân lưu đơn vị xuất sắc ngành học phổ thông cơ sở của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Năm học 1993-1994, trường đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phong trào thể dục thể thao liên tục đạt tiên tiến xuất sắc. Còn phong trào đoàn đội thì đạt liên đội mạnh cấp quận và thành phố. Năm học 2012-2013 là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động 20, cuộc vận động
trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để xây dựng môi trường thân yêu, mang tên Thủ Lệ, mãi mãi xứng vững trường đạt chuẩn quốc gia, xứng đáng được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự tin cậy của nhân dân và phụ huynh học sinh với bề dày truyền thống 40 năm.